Chào quý vị và các bạn, xe côn tay Benelli, đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Yamaha và Exciter, chính thức ra mắt có giá bán 42 triệu tại thị trường Việt Nam. Hãng Benelli vừa ra mắt hai mẫu xe côn tay giá rẻ tại thị trường Việt Nam là TNT 125 và xe thể thao 302R. TNT 125 được hé lộ tại triển lãm Motorcycle Show 2016 mang tên TNT Naked T135. Tuy nhiên, mẫu xe tại triển lãm sử dụng động cơ 135 phân khối, trong khi phiên bản thương mại chỉ dùng động cơ 125 phân khối. TNT là đối thủ trực tiếp của Honda MSX, nhưng mức giá chỉ bằng 2/3. Xe được chốt giá là 41,9 triệu đồng. Nhà phân phối cho biết thì sẽ giảm giá còn 39,9 triệu đồng trong tháng đầu ra mắt. TNT 125 sử dụng động cơ SOHC xi lanh đơn 4 van và làm mát bằng dung dịch. Dung tích là 124,8 phân khối và công suất 11 mã lực, mô men xoắn 9,6 Nm đi kèm với hộp số 5 cấp. Điều đáng chú ý là mẫu xe này trang bị hai buji và phun xăng điện tử giúp đốt nhiên liệu triệt để hơn. Ngoài ra, phần đầu xe còn gây chú ý bởi cặp phuộc ngược với đường kính 35mm, phanh đĩa đơn 210mm và phía sau cũng sử dụng phanh đĩa đường kính 190mm. Cụm đèn pha LED phía trước cùng thấu kính giúp tăng cường độ chiếu sáng. Mẫu xe thứ hai được giới thiệu là 302R, thì đây là cái chiếc sport bike cỡ nhỏ cùng phân khúc với Yamaha R3, Kawasaki Ninja 300, KTM RC 390 hay Honda CBR 300R, và cái mẫu xe 302R thì có giá là 108,9 triệu đồng. Tuy nhiên thì trong đợt khuyến mại thì nó giảm giá còn 104,5 triệu đồng. Benelli 302R thì sử dụng động cơ DOHC xi lanh đôi, dung tích là 300 phân khối và công suất là 37,5 mã lực tại 11.000 vòng phút và mô men xoắn cực đại là 24,4 Nm tại 9.000 vòng phút, đi kèm là hộp số 6 cấp và công nghệ phun xăng điện tử. Xe được trang bị phanh đĩa trước sau, khung ống thép lộ ra ngoài, đảm bảo độ cứng, xoắn và ổn định khi vào cua tốc độ cao. Ngoài ra, phuộc trước kiểu upside down, đường kính 41mm và giảm sóc sau có thể điều chỉnh là những trang bị đáng giá. Và xe sử dụng phanh đĩa đôi, đường kính 260mm phía trước và đĩa đơn 210mm phía sau. Thì khi mà cái mẫu xe này ra thì thực sự ra là nó nhìn nó rất là cá tính. Tuy nhiên thì không biết cái mức độ thành công của nó sẽ đi tới đâu, nhưng mà về hình thức thì nó ăn đứt MSX, ăn đứt Yamaha Exciter và ăn đứt cả Honda Winner. Vì vậy, nếu mà những người mà trẻ tuổi mà thích ưa chuộng hình thức thì có thể xem xét và lựa chọn cái mẫu xe này. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy like cho video, đăng ký kênh để ủng hộ tác giả.